chắc hẳn chúng ta ai cũng biết về câu chuyện giữa chàng tạc giang đến từ rừng xanh và nàng Chen đến từ thành phố hiện đại. Họ tình cờ gặp nhau, yêu nhau, kết hôn và trở về thành phố để từ đó sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Nhưng cuộc sống mà, không thể lúc nào cũng suôn sẻ như ý muốn được. Sẽ có những lúc chúng ta gặp một vài hoặc nhiều xáo trộn trong cuộc sống, đến từ giá xăng lên xuống, chuyện gạo đường mắm muối, và thậm chí có thể đến từ một con muỗi. Ui da, con muỗi đáng ghét. Ôi, mấy con muỗi này có là gì đâu. Trước đây anh ở rừng xanh nó ngày nào mà chả bị nó đốt. Đừng có mà chủ quan nha ông tướng. Một con muỗi có thể làm hai vợ chồng mình mất đi nửa tháng lương đó. Hả? Vì sao vậy? Giả sử nếu chẳng may anh bị nhiễm sốt xuất huyết từ con muỗi lúc nãy, thì anh sẽ phải nghỉ làm từ 5 đến 10 ngày. Chưa kể nếu nhập viện thì chi phí có thể tốn đến 4 triệu đồng luôn. Thế là đi tông nửa tháng lương rồi còn gì. Còn đâu tiền để vợ chồng mình đi xem phim, cà phê, hẹn hò như giờ nữa. Khoan đã, anh hiểu rồi. Nghe có vẻ như là cái chuyện này không còn là muỗi nữa rồi. Giờ sao đây? Em có cách để giải vây anh đây. Chuyện con muỗi này cũng sẽ chỉ là muỗi thôi. Em đã mua gói bảo vệ True nhiệt đới của True Dental, bảo vệ mình trước 3 bệnh sốt xuất huyết, sốt rét và sởi. Chỉ từ 220 đồng mỗi ngày là anh được bảo vệ với quyền lợi bảo hiểm lên đến 15 triệu đồng luôn đó. Hơn thế nữa là tham gia rất dễ. Chỉ tốn 3 phút đăng ký online thông qua ứng dụng Pulse của True Dental là có ngay hợp đồng rồi. Còn nhanh hơn cả lúc em đập mũi nữa. Đúng là người chơi hệ cái gì cũng biết. Chuyên gia kiến thức, bà tiên thị trấn nhiệt đới, công chúa của lòng anh. Và kể từ đó, Tạc Giang và Chen tiếp tục sinh sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Tôi thì nghĩ rằng một cuộc sống hạnh phúc viên mãn luôn cần được dự trù bảo vệ một cách chắc chắn trước bất cứ điều gì, để một con mũi cũng không thể lọt qua. Rù nhiệt đới, bảo vệ ngay trước 3 bệnh sốt xuất huyết, sốt rét và sởi. Tìm hiểu thông tin và tham gia Rù nhiệt đới trực tuyến tại Pulse, ứng dụng chăm sóc sức khỏe với trí tuệ nhân tạo.